Chào mừng em đã quay trở lại với kênh chuyên review về đồng hồ chính hãng của hội. Và đợt này em vừa mới nhập lại được một chiếc Hublot Classic Fusion với niên 18K. Chiếc này đã qua sử dụng rồi và còn đầy đủ, rất đầy đủ những cái phụ kiện kèm theo như thế này. Bây giờ mình sẽ bỏ hộp nhỏ này qua và mình sẽ mở cái hộp lớn này ra để cho anh em biết thêm thông tin một chiếc Hublot full box nó sẽ bao gồm những gì. Một cái hộp trắng phía bên ngoài như vậy ha, và chúng ta sẽ có thêm một cái hộp đen như thế này với logo chữ H cách điệu ở đây, tên thương hiệu Hublot. Hộp này là hộp cạc tông em nhé. Và bên trong mình sẽ có thêm một cái hộp nữa, đây cái hộp nhựa, mình sẽ lấy ra cho dễ nhất. Và mở ra phía trên này chúng ta sẽ có một cái lỗ tròn như thế này với các con ốc vít hình chữ H. Đây chữ H, biểu tượng thương hiệu của Hublot luôn. Và cái lỗ tròn này chúng ta có thể trực tiếp nhìn xuống đồng hồ phía dưới này. Nếu chúng ta bỏ thì ra đây, chúng ta sẽ nhìn trực tiếp đồng hồ nếu chúng ta bỏ đồng hồ vào đây. Một cái miếng khăn đệm gì đó bằng da rất là mềm mại, một cái gối nhỏ hình tròn như thế này. Rồi, hết rồi, full box của Hublot thì chỉ có nhiêu đó thôi, tên logo thương hiệu ở đây. Giờ mình sẽ đóng hộp lại và mình sẽ đưa anh em khám phá nhân vật chính. Thì hộp nhỏ này anh em cũng thấy ha, logo thương hiệu Hublot, đây cũng là hộp của Hublot luôn với đầy đủ mã sản phẩm nè, số serial number. Phía mặt sau hộp chúng ta sẽ có một cái ngăn đựng thẻ như thế này. Mình sẽ show thẻ cho anh em trước, cùng so sánh với cái miếng nhựa này nè. Mã sản phẩm của chiếc này sẽ là 542.N0.1181.LR và số serial number sẽ là 1347-2341, trùng khớp 100% nha. Hộp này là hộp chính chủ của em đó. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Cách rút cái này ra nè. Đây. Ở đây sẽ là chiếc Hublot. Còn đầy đủ luôn anh em nhé. Anh khách anh còn giữ phụ kiện cực kỳ đầy đủ kèm theo. Túi nhựa này cũng là túi của Hublot luôn với mã sản phẩm và số serial number ở đây. 100% full box. Rồi, thiếu cái gì? Thiếu nếu anh em nào hay xem video unbox Hublot thì anh em sẽ thấy phát hiện ngay, chúng ta sẽ thiếu ngay một cái siêu nhựa chụp mặt trước và mặt sau. Anh em hay xem video review Hublot mới đó thì thường sẽ có một cái miếng siêu nhựa màu trắng chụp mặt trước và mặt sau lại để bảo vệ đồng hồ, thậm chí là có luôn cả chụp cái khóa này nữa. Và chiếc này thiếu mất ba cái đó, tuy nhiên không quan trọng lắm, vẫn còn đầy đủ hộp sách thẻ là ok rồi. Thì đầu tiên đây là một chiếc Hublot thuộc dòng Classic Fusion có cây size 42mm, và với cây size như thế này lớp khá là cụp ha, sẽ phù hợp với anh em nào cổ tay theo mình là trên 16.5 thì đeo chiếc này sẽ đẹp hơn. Cổ tay nào mà anh em khoảng tầm 16 độ lại thì anh em sẽ có thể lựa vài mẫu Classic Fusion size 38 mang sẽ phù hợp với cổ tay của mình hơn. Thì thiết kế của dòng Classic Fusion thuộc về nhà Hublot đã quá phải gọi là huyền thoại luôn rồi. Anh em đã rất là cực kỳ quen thuộc với cái style thiết kế này, rất là kinh điển, nó cổ điển, nó classic lắm. Và nó cái mặt cách đâu nhìn anh em nhìn vào thì thấy ngay nó không có gì phải gọi là quá phức tạp cả. Chúng ta sẽ có một cái niềng benzen bên ngoài được làm bằng vàng 18K và được đánh phay xước như thế này với màu rose gold. Bởi vì đây là một chiếc đã qua sử dụng cho nên trên niềng anh em sẽ thấy một cái vài vết xước như thế này. Đây, mình sẽ xô những cái chỗ vết xước đây, vết xước như thế này. Và đối với một chiếc đã qua sử dụng và có những cái vết xước như thế này, đây là một điều rất là bình thường thôi. Cá nhân mình bán hàng cũ thì mình luôn luôn mình muốn show ra những cái điểm không đẹp của em nó để anh em có thể lựa dễ dàng lựa chọn, cũng như là anh em có cái chấp nhận được cái việc là nó mang một cái vài vết như thế vậy hay không. Để mà khi anh em chốt, anh em tới gặp mình hoặc là mình ship hàng đi anh em, thì anh em lúc nhận hàng thì em không phải bỡ ngỡ và không có cảm giác là bị mình gài chẳng hạn. Lúc đó thì anh em mình giao lưu rất là vui vẻ với nhau. Trên phần niềng benzen chúng ta sẽ có ở đây xem nào, 6 con ốc với thiết kế chữ H rất là quen thuộc luôn, ốc của Hublot. Và ốc này được làm bằng chất liệu titanium, chúng ta có thể hoàn toàn mở ra được ốc này, ốc vặn được anh em nhé. Ốc ở đây nữa, ốc đây sẽ dùng để tháo dây. Đối với Hublot thì chúng ta sẽ tháo dây bằng việc vặn hai viên ốc này. Phần thân vỏ sẽ được làm bằng chất liệu titanium nên chiếc này cầm lên tay nó sẽ mang lại cảm giác khá là nhẹ so với một chiếc đồng hồ có cây size 42mm. Nó rất là nhẹ tại vì vật liệu titanium thì anh em cũng biết rồi, khối lượng riêng của nó rất là nhẹ. Cái phần này sẽ được đánh phay xước nè, đánh phay xước từ cái niềng benzen phủ xuống dưới lớp như thế này. Hai phần bên ngoài sẽ được đánh bóng
Và chúng ta sẽ có ở đây hai miếng nhựa đen composite rất là quen thuộc rồi, tại vì anh em cũng biết tên dòng Classic Fusion. Fusion nghĩa là sự hòa trộn, và Hublot họ dùng cái triết lý thiết kế đó để tạo nên cái dòng này, hòa trộn các cái vật liệu lại với nhau để tạo nên một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt. Phần nấm của chúng ta sẽ có logo ở ngoài như thế này, nấm với cái logo thương hiệu Hublot nè. Mặt dial sẽ là mặt dial màu đen, và đen trên chiếc này sẽ là đen nhám anh em nhé, đen sần chứ nó không phải là đen bóng đâu. Các phần cọc số nè, cọc số kim vân vân đều được làm bằng vàng 18K và đều được cắt kim cương, cho nên nó sẽ mang lại cho anh em cái khả năng bắt sáng cực kỳ tốt. Đây rất nổi bật và bắt sáng rất là tốt. Góc 12 giờ sẽ là logo chữ H của Hublot, tên thương hiệu Hublot, dòng chữ automatic ở góc 6 giờ kèm theo đó là switch mat. Cọc số chúng ta sẽ được thiết kế theo dạng cọc vạch, và ở góc 12 giờ sẽ là cọc vạch đôi. Góc 3 giờ sẽ là ô lịch với cái phần cọc được thu nhỏ lại nhường chỗ cho cái ô lịch này. Ô lịch này chúng ta sẽ có cái chữ màu trắng trên nền màu đen đồng bộ với cái mặt dial, nên nhìn từ xa anh em cũng có thể dễ dàng thấy được cái lịch ngày đang hiển thị. Đây là hai bên. Sản phẩm được đi kèm với một bộ dây kết hợp, cũng là sự kết hợp giữa hai vật liệu. Phía bên trong chúng ta sẽ có chất liệu là cao su với tên thương hiệu Hublot ở đây, và mặt ngoài chúng ta sẽ là có da cá sấu được phủ lên trên. Vì vậy khi anh em sử dụng, anh em tiếp xúc nhiều với nước chẳng hạn, cái phần da cá sấu này nó hay bị dễ bị hỏng, bị mục gì đó, thì anh em cứ giữ nguyên bộ dây này, giữ nguyên cái đế cao su, và mình sẽ đặt lại một cái bộ dây cá sấu mới phủ lên trên, anh em có thể hoàn toàn sử dụng. Và với việc sử dụng cái tấm lót cao su phía bên trong như thế này, nó sẽ tăng cái thời gian sử dụng bộ dây này lên rất là nhiều so với các cái bộ dây da đơn thuần khác. Nếu bộ dây da bình thường thì anh em có thể sử dụng từ 6 tháng đến 1 năm thì chiếc đồng hồ này cũng phải tăng lên gấp 3 gấp 4 lần nếu mà anh em dùng giữ gìn một tí, không tiếp xúc nước. Tại vì cái phần cao su này nó hạn chế cái việc mà anh em tiếp xúc giữa dây da với mồ hôi của mình rồi, nó sẽ tăng độ bền của bộ dây lên rất là nhiều. Đây là khóa chống gập, khóa gập dây của Hublot ha, và khóa gập một bên với cái phần này sẽ là một miếng vàng. Đây anh em thấy nó sẽ là nguyên một miếng vàng được đặt lên khóa với tên thương hiệu Hublot. Các con ốc của Hublot anh em để ý nha, đều là ốc có thiết kế chữ H rất là quen thuộc luôn. Mặt sau của khóa đây, Steel Gold 750. Đây, kết hợp giữa thép không gỉ và vàng 750, thép không gỉ, và đây là vàng 750. Đáy của chúng ta sẽ là đáy hở với một vài thông tin phía bên ngoài đây, Hublot nè, dòng Classic Fusion nè, số serial number nè, và đây chúng ta sẽ có thêm chất liệu titanium ha. Và bộ máy sử dụng bên trong chiếc này sẽ là máy Hublot HV1110, được phát triển dựa trên bộ máy gốc Celita FW300-1 với 25 chân kính, tần số di động là 28.800. Kèm theo đó là khả năng trữ cốt, mình nhớ không lầm rơi vào khoảng 48 tiếng, 42 hay 48 tiếng gì đó, đảm bảo cho cái sự hoạt động rất là mượt mà của anh em. Bộ máy thì Hublot mang cái bộ máy rất là cơ bản mà thôi. Những chiếc Hublot như thế này sẽ dành cho anh em trẻ trung, họ không quan tâm nhiều đến bộ máy, miễn là nó xuất phát từ Thụy Sĩ, nó bền bỉ cho hoạt động sử dụng. Và máy anh em thấy máy top grade nên họ decor cũng rất là đẹp. Phần bánh đà với tên thương hiệu Hublot đây, có thể nhìn xuyên qua phía sau một tí. Máy decor khá là đẹp. Rồi, bên mình đang giao lưu chiếc này với một giá cực kỳ hợp lý. Anh em quan tâm có thể liên hệ thông tin dưới phần mô tả hoặc là số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Anh em mình sẽ cùng nhau trao đổi thêm. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp anh em những video lần sau.